Chào mọi người. Nhìn thấy mình cầm cái hộp này trên tay chắc là ai cũng sẽ đang nghĩ là chắc là giống mấy cô hot girl đi quảng cáo cho những sản phẩm trên mạng. Nhưng mà thực tế thì không phải là như thế, bởi vì mình không có đi quảng cáo sản phẩm. Mình up clip này lên để muốn chia sẻ cho mọi người thôi. Bởi vì dạo này rất nhiều chị em bạn bè khi mà gặp mình thì cứ hay hỏi là ôi sao dạo này da mày đẹp thế hả Phương. Thực tế thì da mình trước đây nó đã trắng sẵn như thế này rồi, nhưng mà nó không có cái độ hồng hào tự nhiên, nó không căng bóng khỏe như thế này. Đây các bạn nhìn xem, mình đang không hề đánh phấn hay sử dụng những cái hỗ trợ gì cả. Đây hoàn toàn là da mình tự nhiên này, chỉ có một chút lông mày và son môi thôi. Thì mình nghĩ tất cả do sản phẩm này. Đây, bởi vì 2 tháng sử dụng nó thì mình thấy da mình hồng hào lên hẳn. Đó là viên nghệ mật ong của Thảo Mộc 37. Mình đang quay ngược cam cho nên là hơi khó nhìn một chút. Khi mà mình mua sản phẩm này thì mục đích không phải làm đẹp da, bởi vì mình không hề biết là nó có tác dụng trong việc làm đẹp da đâu. Mình mua nó để chữa căn bệnh đau dạ dày của mình thôi. Mình làm bên truyền hình cho nên là cái giờ giấc đi làm nó khá là thất thường, nó ảnh hưởng đến cái sinh hoạt rồi ăn uống ấy, cho nên mình sống chung căn bệnh đau dạ dày cũng 3 năm nay rồi. Trước thì mẹ mình cũng có mua cho mình những cái viên thuốc nam, như kiểu nó là cái viên nang nghệ mật ong nén ấy, mà uống kinh lắm, nó rất là khó uống, cho nên là mình chẳng thể sử dụng nổi. Sống chung với bệnh đau dạ dày thôi, chấp nhận đau. Bạn mình thấy thế thì bảo là hay là mày uống thử cái sản phẩm này của bên tao xem, nó có vị rất là dễ uống và nhiều người phản hồi rất là tích cực khi sử dụng. Thì mình cũng bảo ờ thì đưa đây uống thử xem sao. Thì mang về sử dụng mình khá là bất ngờ, bởi vì nó không giống một viên thuốc như mình vẫn từng hay sử dụng, mà nó giống như một viên kẹo thì đúng hơn đấy. Ở nhà con mình nó thích đến mức độ mà thỉnh thoảng nó cứ ra mở trộm lọ rồi nó nhón một viên nó ăn. Nó có vị ngọt ngọt nhạt nhạt rồi là giòn, dễ chịu lắm. Thành phần của nó là tinh bột nghệ này, mật ong, sữa ong chúa, toàn là những thành phần thiên nhiên rất là lành tính. Mình sử dụng được 1 tuần thì thấy cái triệu chứng và những cái cơn đau dạ dày của mình nó giãn dần ra, và sau khi sử dụng 1 tháng thì những cái cơn đau nó rất hoàn toàn, mình cảm thấy rất là thoải mái. Và một cái công dụng mà ngoài mong đợi là đấy, da mình bây giờ nó hồng hào, nó mướt như thế này đấy các bạn ạ. Các cụ vẫn hay nói là sử dụng nghệ thì rất là tốt cho làn da của chị em phụ nữ, và đến bây giờ thì mình mới có cơ hội để mà kiểm chứng. Những người mà đau dạ dày thì mình nghĩ là đây là một sản phẩm hoàn toàn rất là đáng để mà thử sử dụng. Còn nếu như mà không bị đau dạ dày thì chị em phụ nữ hãy cứ mua về sử dụng hàng ngày đi, mình chắc chắn là da bạn sẽ cải thiện theo từng ngày đấy.